Tiếng còi của trọng tài chính đã vang lên. Hiệp thi đấu đầu tiên bắt đầu. Tại thứ giây phút đầu tiên thôi đang có một tình huống xử lý hơi bất cẩn đến từ các cầu thủ bên phía của Bồ Lão. Đúng không các chồng? Bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn là những cầu thủ đến từ FC Thị Trấn Nửa. Ra sân với trang phục xanh hồng. Và đã rất bất ngờ đang có bàn thắng đầu tiên dành cho cầu thủ bên phía của FC Bồ Lão. Và người vừa ghi bàn là cầu thủ mang áo số 96, cũng chính là đội trưởng của FC Bồ Lão. Đó chính là Đình Thắng. Ngay từ những giây phút đầu tiên thôi thì cầu thủ bên phía FC Bồ Lão đã làm một đòn phủ đầu. Một màn chào sân rất ấn tượng đến từ cầu thủ bên phía FC Bồ Lão. Bắt đầu có những nhịp chậm lại. Năng điệp. Đội trưởng Năng Điệp. Một tình huống ra chân cực kỳ nhanh của Năng Điệp. Nhưng rất đáng tiếc bóng đi chạch khung thành của thủ môn bên phía FC. Người thực hiện sẽ là Văn Sơn. Vẫn tiếp tục là một đường câu bóng vào trong. Đã có một tình huống đẩy sau. Bồ Lão đang tìm người để có thể tung ra một đường chuyền. Cả bóng tốt. Đấy thôi. Phải mất tới 2 nhịp thì thủ môn bên phía của Thị Trấn Nửa mới khống chế được tình huống bóng vừa rồi. Một không gian thực hiện tình huống sút bóng là rất tốt. Bóng vẫn thuộc về cầu thủ bên phía của Bồ Lão. Đường chuyền hợp lý. Đưa bóng nhảy. Đấy thôi, bắt vô lề khổng. Đó là một tình huống ra chân hơi yếu. Có vẻ không sút là không thực sự thuận lợi để có thể tung ra một cú vô lề. Đây là Hoàng Nam. Đang tìm những đối tác để phối bóng. Dứt điểm từ xa. Cầu vào trọng. Đấy rồi, đây rồi, đây rồi. Có bàn thắng hay không? Vẫn chưa thể có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ bên phía FC Bồ Lão. Nhưng sau tình huống vừa rồi thì trọng tài xác định sẽ là một quả phạt góc dành cho cầu thủ áo xanh dương. Cầu bóng vào trong. Đánh đầu. Rất nguy hiểm. Nhưng vẫn chưa khó đối với thủ môn Văn Hưng. Trong lượt trận thi đấu cách đây nửa tiếng thì Văn Hưng là phút thi đấu thứ 15, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ bên phía FC Bồ Lão. Văn Quyết. Cầu bóng vào trong. Vẫn là những tình huống thi đấu cực kỳ tỉnh táo đến từ thủ môn Văn Hưng. Bóng vẫn còn trong sân. Rất hợp lý. Quá nguy hiểm. Có vẻ như đã có những tình huống ép sân đến từ cầu thủ bên phía của Thị Trấn Nửa. Khi đội hình của dứt điểm. Bật rất tốt đến từ Văn Hưng. Thank you.
Di Long. Bóng không thể qua hàng rào. Được cầu vào của Văn Quyết. Đánh đầu vào trong. Đóng rất căng. Bóng vẫn trong sân. Đưa bóng vào trong. Không được. Đã có những tình huống va chạm không đáng có. Tiếp tục là một chiếc thẻ vàng. Và sau đó là một chiếc thẻ đỏ rút ra dành cho cầu thủ mang số 14. Tranh chấp rất nhanh đến từ Văn Sơn. Liên tục là những tình huống áp sát nhanh. Và lại đem đến cho cầu thủ bên phía thị trấn Nừa một quả phạt góc. Dứt điểm. Quay người dứt điểm. Sóng gió đã qua đi trước khung thành của thủ môn bên phía của FC Bồ Lão. Rất nguy hiểm. Bóng đi sát ra sàn khung thành của thủ môn bên phía của FC Bồ Lão. Và đây có lẽ là cơ hội dành cho cầu thủ bên phía của FC Thị Trấn Nừa. Rất nguy hiểm khi chúng ta xem lại pha bóng vừa rồi. Một trận đấu rất nhiều sự bất ngờ. Từ một tình huống đá phạt góc, sau đó là một tình huống đánh đầu. Họ đã tận dụng đúng lợi thế của rất nguy hiểm. Một cú sút sệt, bóng đi khá căng. Nhưng vẫn thiếu đi một chút sự may mắn và một chút sự chính xác. Và bên phía FC Bồ Lão đã có sự thay đổi người. Bên phía FC Bồ Lão. Một cú sút cực kỳ căng. Rất đáng tiếc. Bóng đi vọt sang hàng. Lớn sút thứ hai của cầu thủ bên phía của cũng không vào. Cả hai đội đều nhường nhau quả đầu. Rất chơi bời. Lớn sút thứ hai đến từ cầu thủ bên phía FC Bồ Lão với Viết Cường. Lần này thì người chiến thắng là thủ môn bên phía của FC Thị Trấn Nừa. Bất Hiếu. Người đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Rất gọn gàng. Không có một sai sót nào cả. Lượt sút tiếp theo sẽ của Văn Sơn.
Và Sơn lấy đà hơi xa. Và đã ra ngoài. Rất têu táo đến từ Văn Sơn. Đình Hà. Vẫn là những sự gọn gàng. Không vào và chiến thắng. Chiếc cúp đã thuộc về thị trấn Nưa. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo. Xin lỗi quý vị và các bạn, là có vẻ như là sút bên này vẫn chưa xong. Hình như phải thực hiện lại cú sút. Lần này thì không có sai sót nào cả. Thế mà các cầu thủ bên phía thị trấn Nưa lao ăn mừng sớm quá. Này sẽ là cầu thủ áo số 14 bên phía của thị trấn Nưa. Văn Quyết và đấm bóng rất tốt đến từ thủ môn bên phía của FC Bồ Lão. Liệu rằng có một cú lộn ngược dòng nào hay không? Khi là sút bèn vẫn tiếp tục. Nguyễn Hoàng Nam. Rất đáng tiếc. Cuối cùng thì kết quả vẫn như vậy mà thôi. Chiến thắng thuộc về cầu thủ bên phía thị trấn Nưa. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo.